Paul Krugman, cha đẻ lý thuyết thương mại mới và những dự báo kinh tế gây sốc. Có thể nói Paul Krugman là một trong những nhà kinh tế học hiếm hoi có sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Không chỉ là một học giả uyên bác, ông còn được biết đến như một người có biệt tài trong việc biến những tư tưởng, những khái niệm siêu phàm phức tạp của kinh tế học thành một thứ ngôn ngữ mà bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này đều có thể dễ dàng hiểu được. Có rất nhiều điều để nói về Paul Krugman, trong đó điều đáng được nhắc đầu tiên chính là lý thuyết thương mại mới và những dự đoán gây sốc của ông về kinh tế thế giới. Giỏi toán nhưng trầm lắng. Paul Robin Krugman sinh ngày 28 tháng 2 năm 1953 tại Hoa Kỳ trong một gia đình người Belarus gốc Do Thái sang định cư tại Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Ông tự miêu tả mình là một người cô đơn, thường ngượng ngùng với mọi người, giỏi toán nhưng trầm lắng. Paul thường tìm kiếm niềm vui bên những cuốn sách, đặc biệt là tiểu thuyết giả tưởng. Một ngày nọ, Paul Krugman tìm thấy series tiểu thuyết có tên Sáng lập của Isaac Asimov. Với niềm đam mê sẵn có, ông hứng thú đọc hết cuốn này đến cuốn khác trong loạt tiểu thuyết. Paul đặc biệt ấn tượng với chi tiết một nhóm các nhà kinh tế xã hội học đã cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Paul tự nhủ sau khi đóng lại những trang sách, mình bắt đầu hứng thú với kinh tế rồi đấy. Mình muốn làm việc và nghiên cứu về kinh tế trong tương lai. Sống cùng những đam mê thiếu thời, Paul Krugman gắng hết sức để biến ước mơ trở thành hiện thực. Tốt nghiệp trung học, ông lập tức đăng ký vào chuyên ngành kinh tế của Đại học danh tiếng Yale và tốt nghiệp loại xuất sắc. Với thành tích đó, Paul Krugman được học thẳng lên bậc tiến sĩ của Học viện Công nghệ Massachusetts. Trong thời gian học tiến sĩ, ông thậm chí được chọn vào nhóm sinh viên tới làm việc tại Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha. Chỉ mất đúng 3 năm, Paul đã hoàn thành chương trình tiến sĩ. Cha đẻ của lý thuyết thương mại mới. Trong một thời gian dài từ đầu thế kỷ 19 cho tới những năm 1970, lý thuyết thương mại quốc tế được xây dựng dựa trên ý tưởng của nhà kinh tế học người Anh David Ricardo về lợi thế so sánh. Theo Ricardo, các quốc gia sở dĩ trao đổi mua bán hàng hóa vì họ có những lợi thế so sánh khác nhau và thương mại quốc tế diễn ra trên cơ sở sự khác biệt về lợi thế so sánh này. Sang thế kỷ 20, vào những năm 1920 đến 1930, lý thuyết của Ricardo được hai nhà kinh tế học người Thụy Điển Eli Heckscher và Bertin Ohlin mở rộng và mô hình hóa. Mô hình Heckscher-Ohlin cho rằng thương mại quốc tế diễn ra trên cơ sở điều kiện khác biệt giữa các quốc gia về nhân tố sản xuất. Một số nước dư thừa lao động nhưng lại thiếu vốn, trong khi một số nước khác lại nhiều vốn nhưng lại thiếu lao động. Kết quả là các quốc gia sẽ chuyên môn hóa vào sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng mà nước đó có lợi thế tương đối và nhập khẩu những mặt hàng kém lợi thế. Tuy nhiên, càng về sau, lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển càng cho thấy sự lỗi thời. Lý thuyết này không thể giải thích được thực trạng tồn tại của thương mại quốc tế về sự phát triển những ngành hàng. Khi những học giả nghiên cứu lĩnh vực này đang bế tắc, Paul Krugman đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Năm 1976, trong một lần dự tiết giảng của nhà kinh tế học Robert Solow, Paul Krugman được biết tới khái niệm cạnh tranh độc quyền là sự cạnh tranh xảy ra khi những nhà sản xuất có được vị thế độc quyền với những nhãn hiệu hay sản phẩm nhất định. Ý tưởng vận dụng khái niệm cạnh tranh độc quyền trong thương mại quốc tế chợt nảy ra trong đầu ông. Sau này ông kể lại rằng, chỉ trong vài giờ sau đấy thì tôi biết ngay tôi đã có chìa khóa để cầm trong tay cả sự nghiệp của mình. Tôi còn nhớ rõ tôi thức cả đêm trong phấn khích. Thế nhưng ý tưởng của Paul Krugman không dễ dàng được chấp nhận. Bài viết của ông bị nhiều tạp chí chuyên ngành có uy tín từ chối và vấp phải sự thờ ơ của đồng nghiệp. Mãi tới năm 1979, Krugman mới có thể đăng bài viết của mình trên tạp chí Kinh tế Quốc tế. Bài viết ngắn chỉ 10 trang nhưng ngay lập tức gây được sự chú ý đặc biệt trong ngành và Paul Krugman trở thành cha đẻ trường phái lý thuyết thương mại mới khi mới 26 tuổi. Trong bài báo này, Krugman đưa ra một lý thuyết hoàn toàn mới về thương mại quốc tế. Lý thuyết này giải thích quan hệ thương mại nội ngành dựa trên giả định về lợi thế nhờ quy mô. Theo đó, việc sản xuất trên quy mô lớn làm giảm đi chi phí sản xuất. Bên cạnh lợi thế quy mô sản xuất, lý thuyết Krugman còn dựa trên giả định người tiêu dùng quan tâm tới tính đa dạng sản phẩm. Do hai đặc tính này mà người sản xuất sẽ dần dần trở thành độc quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm của mình, kể cả khi phải chịu sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu khác. Mô hình của Paul Krugman giải thích tại sao thương mại quốc tế vẫn có thể diễn ra giữa những nước có lợi thế tương đối về công nghệ và nhân tố sản xuất tương tự nhau. Ví dụ, Mỹ và châu Âu cùng có lợi thế tương đối về vốn và công nghệ,
nhưng Mỹ vẫn xuất khẩu xe hơi Ford và nhập xe BMW từ châu Âu. Sở dĩ điều này xảy ra là vì sự ưa thích tính đa dạng nhãn hiệu của người tiêu dùng. Bài viết 10 trang của Paul Krugman đã mở đường cho một hướng nghiên cứu mới về kinh tế thương mại quốc tế. Cho tới ngày nay, lý thuyết thương mại mới của Paul Krugman cùng với sự đóng góp lớn của Bhagwati, Desit, Hoffman, Norman đã trở thành lý thuyết chính trong ngành thương mại quốc tế, bổ sung cho lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo và Hexter Olin. Những nghiên cứu về thương mại quốc tế hơn 30 năm qua hầu hết đều dựa trên những nền tảng của lý thuyết này. Với những thành tích xuất sắc trong giới nghiên cứu từ khi còn rất trẻ, năm 1991, Paul Krugman được trao huân chương John Bates Clark, một giải thưởng chỉ dành cho những nhà kinh tế học dưới tuổi 40. Đến 2008, ông chính thức nhận được giải Nobel Kinh tế nhờ những đóng góp phân tích về mô hình kinh tế và địa lý hoạt động kinh tế. Khi đó, ông 55 tuổi và là nhà kinh tế học trẻ thứ tư ở thời điểm đó nhận giải thưởng danh giá này. Tự biến mình thành kẻ thù của cả châu Á. Đầu thập niên 90, châu Á bắt đầu nổi lên như một khu vực sẽ thống trị kinh tế thế giới trong tương lai. Bên cạnh Nhật Bản đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi ấy, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng kinh tế dưới góc nhìn của phương Tây. Được báo chí phương Tây đặc biệt danh là những con hổ châu Á, họ cùng với những nền kinh tế khác như Malaysia, Indonesia, Thái Lan được liên tục ca ngợi dưới cái tên mỹ miều châu Á thần kỳ. Giữa những lời khen ngợi như vậy, những con hổ châu Á ắt sẽ không vui khi gặp phải một kẻ phá bỉnh. Không ai khác, đó chính là Paul Krugman. Ông viết một bài trên tạp chí ngoại giao The Diplomat cuối năm 1994 với tiêu đề vô cùng khiêu khích, câu chuyện hoang đường của châu Á thần kỳ. Trong bài viết này, Krugman thẳng thừng gọi những con hổ châu Á cũng như Nhật Bản, Trung Quốc chỉ là hổ giấy mà thôi. Để minh chứng cho luận điểm của mình, Krugman chỉ ra kinh tế các nước châu Á phát triển chỉ đơn thuần nhờ tăng vốn đầu tư và sử dụng lao động, chứ không hề có chính sách hay mô hình kinh tế ưu việt nào cả. Ông khẳng định không có phép màu nào cả. Dù không phải là người đầu tiên đưa ra luận điểm đầy tranh cãi đó, nhưng Paul Krugman là người đã đẩy nó lên cao trào. Ông cho rằng chỉ với việc tăng vốn đầu tư và gia tăng lao động, các nước châu Á sẽ không thể duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Bài viết ấy ngay từ thời điểm xuất hiện đã gây tranh cãi gay gắt trên thế giới. Những con hổ châu Á vốn rất tự tin vào mô hình phát triển kinh tế mà họ nhận định là hình mẫu kinh tế thế giới trong tương lai đã chỉ trích Krugman không tiếc lời. Vô số nghiên cứu ở các mức độ khác nhau phản bác lại quan điểm của ông. Tuy nhiên, Paul Krugman đã đúng và thực tế đã xảy ra còn nhanh hơn cả những dự tính của ông. Năm 1997, chưa đầy 3 năm sau bài viết đầy tranh cãi của Paul Krugman, châu Á xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại chưa từng có trong lịch sử. Các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt rút vốn về nước, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng khiến 4 con hổ và những nền kinh tế mới nổi khác tại châu Á tiêu điều. Chỉ đến lúc này, người ta mới tin Paul Krugman. Bài viết của ông từ chỗ bị chỉ trích nặng nề trong quá khứ đã được coi là điềm báo về khủng hoảng kinh tế châu Á. Singapore và Malaysia, hai quốc gia nghiêm túc nhìn nhận quan điểm của Paul Krugman để xây dựng chính sách, là hai quốc gia thoát khỏi khủng hoảng sớm nhất. Những lần dự đoán đỉnh cao khác. Vào đầu thập niên 2000, Krugman cũng phản đối chính sách cắt giảm thuế của cựu Tổng thống George Bush khi cho rằng điều này chỉ làm suy giảm ngân sách, chứ không thực sự thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Trên thực tế, chính sách nới lỏng tiền tệ của chính quyền Bush đã gián tiếp thúc đẩy đầu tư và tạo nên cơn khủng hoảng năm 2008 khi bong bóng nhà đất tại Mỹ đổ vỡ. Đến năm 2009, Krugman cho rằng các chính sách kích thích kinh tế mới của Tổng thống Barack Obama là quá nhẹ và không đủ để đưa nền kinh tế nước này trở lại thời kỳ đỉnh cao. Thêm vào đó, chính phủ đang tốn tiền để giải cứu những ông lớn trong ngành tài chính, thay vì thực sự giải quyết những bất cập còn tồn tại trong ngành. Một lần nữa, Krugman đã đúng khi nền kinh tế Mỹ dù có cải thiện nhưng chưa thể lấy lại hào quang trước khủng hoảng 2008. Thêm vào đó, ngành ngân hàng cũng càng ngày càng gặp khó khăn dù họ đã sống sót sau khủng hoảng. Hàng trăm nghìn nhân viên trong ngành đã bị sa thải do kết quả kinh doanh yếu kém của hệ thống ngân hàng. Một trí thức thực thụ. Bên cạnh các nghiên cứu khoa học chuyên sâu, Paul Krugman vẫn miệt mài viết sách nhằm chuyển hóa những kiến thức hàn lâm trở thành kiến thức thông thường dễ hiểu nhất tới mọi người. Những cuốn sách bài báo ông viết phục vụ một phổ rất rộng độc giả, từ học sinh trung học cho đến giới nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, Paul Krugman cũng là một trí thức công chúng, public intellectual, có sức ảnh hưởng rộng rãi. Năm 2005, tạp chí Prospect
đã bình chọn 100 gương mặt trí thức công chúng hàng đầu trên thế giới và Paul Krugman được lựa chọn tại vị trí thứ 6, cũng là vị trí cao nhất của một nhà kinh tế trong danh sách này. Theo chương trình các tài liệu nghiên cứu kinh tế Research Papers in Economics, RPE, Paul Krugman được đánh giá nằm trong số 50 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài công việc giảng dạy tại Đại học Princeton, Paul Krugman còn viết bài cho New York Times. Gia nhập tờ báo từ năm 1999, ông đều đặn góp 2 bài cho chuyên mục Đinh, Op-ed vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra, các bài báo về kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế của ông cũng đều đặn xuất hiện trên Foreign Affairs, Harvard Business Review. Krugman còn thuộc thế hệ những kinh tế gia tiên phong bước vào lãnh địa blog. Blog của ông là một trong những blog viết về kinh tế, chính trị có nhiều độc giả nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!